Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Cường đang cùng ekip trên một chuyến hành trình đi về Vĩnh Long để thực hiện công việc thu âm cho sản phẩm cuối cùng của chuỗi dự án Music Diary mùa thứ hai của Cường. Và ca sĩ khách mời đặc biệt lần này chính là ca sĩ Hoài Lâm. Thì hôm nay kết hợp giữa vấn đề là Cường sẽ đi xuống nhà của Lâm để thăm hỏi em ấy. Cũng đã bê vác hết toàn bộ cái studio thu âm của mình vượt hơn 100 cây số để xuống đó thực hiện sản phẩm âm nhạc cùng với Lâm. Chắc chắn là cái chuyến hành trình này sẽ có rất là nhiều thú vị. Mọi người hãy cùng theo dõi tiếp nha. Đây, chúng ta đang ở trong nhà của Hoài Lâm. Và đây là phòng của Hoài Lâm. Để xem Hoài Lâm đang làm gì. Lâm ơi. Lâm ơi. À, hello em. Tối mới gặp phải không? Khỏe không em khỏe. Anh mới lên một thang anh mệt quá. Mà chào mọi người cái đi. Chào mọi người. Mọi người nhớ em lắm á. Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị thu âm cho sáng giờ luyện thanh chưa? Có rồi. Hay. Đây một bộ đồ nghề anh mang từ Sài Gòn về đây thu âm cho em đây. Wow, lạ quá. Bài này là phải làm cho nó hay đó nha. Yeah. Bây giờ lại kêu công đoạn ráp đồ đây, mới mệt đây. Đây, từng cái. Anh để quên cái laptop ở ngoài Hà Nội rồi. Cho nên là bây giờ anh phải mang hết cái bộ máy xính xuống đây là nó hơi còn kềnh. Đấy, phức vả cho anh em quá. Xin lỗi của anh đây, anh nghe của anh em mình mỗi người một cái để thu âm. Đây, sắp cả. Yeah, đầy đủ, không có thiếu gì anh, thiếu chuột không? Thiếu thì đã được xin. Đây, micro. À, chuột chốt là micro đấy. Đây, chuột đây. Yeah. Ôi, rồi, ý tí là đáp nè. 2000 years later. Rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mây trên đám trăng. Ok nói lại cái đoạn hai luôn nè. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Rồi,
Bây giờ mình đã thu âm xong rồi thì em thấy hôm nay là cái bài thu của mình như thế nào, em thấy có hài lòng không, có vừa ý không? Em thấy là hơi mệt nhưng mà rất là vui. Anh thu lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Phải nói là rất là may mắn khi được nhạc sĩ sáng tác bài rồi còn thu cho nữa, đi xuống tận tới nhà nữa. Cảm giác rất là vinh hạnh, vinh dự. Thôi đừng có tân anh quá. Tự nhiên coi bây giờ bộ bài này là một bài hay nữa. Thế thì em có gì muốn gửi gắm đến những người khán giả đang chờ đợi em không? Thông qua anh Cường, bài hát này thì Lâm muốn gửi đến những người khán giả luôn yêu thương và chờ đợi Lâm trong suốt thời gian vừa qua. Và đây cũng như là một món quà rất là ý nghĩa mà Lâm muốn dành tặng cho mọi người. Cũng như là thay cái lời tâm sự đó thì bài nhạc này có rất là nhiều cảm xúc. Cũng như là anh Cường sáng tác bài nào cho Lâm thì cũng giống như là một cột mốc để trưởng thành. Một cột mốc gọi là một cột mốc thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc sống một chút từng chút. Thì cũng rất là cảm ơn Cường đã dành cho em những cái ưu ái như vậy. Trời rất là sao tự nhiên sức mướt vậy. Đang bình thường là sao tự nhiên. Cũng cảm ơn Lâm thì thôi. Quyết định là thu xong bài này, năm sau anh sẽ làm hẳn một cái album 8 bài. Anh nói nha, anh nói nha. Anh nói cho okay, mọi người biết luôn. Lâm đã tham gia chưa? Ok. Rồi, cảm ơn Lâm. Cảm ơn mọi người.